Link đăng ký ở dưới phần mô tả video nhé. Anh em có thể nhấn vô sau đó bấm chữ là mở tài khoản miễn phí này. Ở đây thì bạn sẽ đăng ký với một cái tài khoản email nha. Thêm cái mật khẩu vô. Tiếp tục là số điện thoại của bạn. Tiếp tục anh em sẽ nhấn vô cái ô là chấp nhận điều khoản nhé. Rồi bấm đăng ký. Vào email của chúng ta thì anh em sẽ thấy có một cái mã code như thế này, anh em copy nhé. Sao chép này, rồi quay lại. Quay lại trang web của chúng ta anh em dán ra. Đó, dán cái mã code ra. Vậy là thành công rồi nha anh em. Ở đây thì mình sẽ chọn quốc gia này, Việt Nam. Rồi, hoàn thành. Khi chúng ta đăng nhập vào cái website này á thì anh em sẽ thấy này, nó sẽ thông báo là gửi Bitcoin và bắt đầu giao dịch. Web này á, chúng ta muốn gửi tiền vào anh em phải gửi Bitcoin nhé. Đây nó có hướng dẫn này. Anh em chỉ cần lưu ý là gửi tiền vào hay là rút tiền ra, nó là tiền ảo nha anh em. Gửi vào anh em cứ gửi là Bitcoin là được. Bấm tiền gửi này, nó sẽ chuyển qua giao diện cho anh em gửi tiền thôi. Đó như thế này. Chúng ta có thể sao chép này hoặc là quét QR code. Ở phần tài khoản thì đương nhiên mới tạo tài khoản, trong cái tài khoản của chúng ta sẽ không có gì hết nhé. Số dư ví là không Bitcoin này anh em có thể nhìn thấy. Ở bên mục tiền gửi, hồi nãy mình cũng có nói rồi, chúng ta có thể gửi tiền vào và anh em chỉ lưu ý là tiền gửi vào phải là Bitcoin nhé. Qua phần rút tiền, ở cái phần rút tiền này á, thì thời gian là từ 12 giờ cho tới 14 giờ UTC. Giờ UTC nó lệch khoảng 7 tiếng. Ví dụ như 0 giờ UTC thì là 7 giờ Việt Nam ha, lệch khoảng 7 tiếng thì chúng ta cứ lấy 12 giờ cộng cho 7 nó sẽ ra giờ của Việt Nam thôi. Qua phần thu nhập liên kết. Ở cái thu nhập liên kết này á thì anh em có thể thấy chúng ta sẽ có một cái đường link đi giới thiệu nha. Đây. Khi mà chúng ta đi giới thiệu bạn bè á, thì em sẽ nhận được là phần trăm. Khi mà người bạn giới thiệu á, họ đầu tư vô con web này để họ chơi thì anh em sẽ nhận được là 20% cho cái rep trực tiếp. Rep của chúng ta có 4 tầng lận. Ở đây anh em nhìn cái hình này cho dễ hiểu này. Bạn là Du nè, đó thì bạn đi giới thiệu những người khác ấy thì bạn sẽ nhận được 20% từ những người đó. Tương tự, người đó là đi giới thiệu những người khác ha, sẽ được 15%. Tiếp tục 10%, 5%. Đó, rep 4 tầng nha anh em. Web này nó sẽ cho phép bạn nhận được tỷ lệ phần trăm phí giao dịch những người bạn đã giới thiệu này, thanh toán bằng Bitcoin vào cái ví của bạn luôn. Sau đó thì tiền trong ví bạn muốn làm gì thì làm ha. Còn cái phần mã ưu đãi này thì ở dưới phần mô tả video á, mình có một cái mã anh em có thể là thử nhập vô ha. LVT KTO 50, sau đó bấm kích hoạt là được. Cái lợi ích mà chúng ta nhập mã ưu đãi á, là cho phép bạn được giảm phí giao dịch hoặc nhận thưởng khi nạp tiền tại cái con web này. Trong phần tùy chọn hệ thống, anh em có thể là thay đổi ngôn ngữ được. Ở đây thì chúng ta cứ chọn ngôn ngữ Việt Nam để cho dễ hiểu ha. Muốn đổi mật khẩu thì phía dưới này. Còn trình xác thực Google này. Thì ở đây anh em cũng có thể xác thực 2FA để nó bảo mật hơn ha. Cá nhân mình á, thì hay sử dụng cái ứng dụng có tên là Authy này. Tại vì mình thấy ứng dụng Authy này nó cho phép mình tạo một cái tài khoản ha. Chúng ta có thể tạo tài khoản trên cái ứng dụng Authy này để khi nào mà anh em đăng nhập ở trên thiết bị khác á, nó cũng sẽ backup lại cái tài khoản của bạn. Tránh cái trường hợp mà tự nhiên bạn mất điện thoại gì đó thì cái tài khoản Authy của bạn nó cũng sẽ mất ha. Thông thường là vậy. Anh em sẽ không backup được. Nhưng đối với cái ứng dụng này anh em vẫn sẽ backup được nha. Qua cái phần giao dịch, đây là nơi bạn có thể xem được giá của các cái đồng coin ha, và anh em cũng có thể trade được. Anh em có thể nhìn thấy các cặp tiền là BTC USD đó, ETH BTC. Anh em thấy hai cặp tiền đúng không? BTC USD có nghĩa là chúng ta có thể trade được từ BTC sang USD. Cái mảng này á, dùng để trade thôi chứ không phải là dùng để kiếm tiền. Đại khái nó giống như là anh em quy đổi từ coin này sang coin khác thôi. Còn cái phần Turbo này, đây là cái phần chúng ta kiếm tiền nhá. Khi mà vào á, bạn sẽ có một Bitcoin demo. Đây. Số dư demo là cái tiền mà bạn dùng để demo á, là bạn chơi thử á. Trong quá trình mà chơi thử á, anh em thấy hợp ha, anh em thấy dễ kiếm tiền quá thì anh em mới nạp tiền vô chơi. Bạn cứ chơi khi nào hết một Bitcoin thì thôi cũng được, không sao cả. Giá của một Bitcoin hiện tại là hơn 1 tỷ 3 rồi nha anh em, 1 tỷ 3 Việt Nam đồng đấy. Nhưng mà cái tiền này chỉ là tiền demo thôi, cho bạn chơi thử test thôi. Nếu như bạn thấy nó dễ kiếm thì bạn mới nạp tiền vô chơi sau. Ở đây thì mình sẽ giới thiệu sơ qua cái cách chơi này. Đầu tiên là anh em sẽ thêm một cái số tiền vào ha. Đây, số tiền này là cái số tiền bạn dùng để đặt cược. Đó. Ví dụ như mình muốn đặt 0.0001 Bitcoin thì mình sẽ chọn, hoặc là anh em có thể tự nhập số vô cũng được ha. Mốc phải là chúng ta sẽ chọn cái mốc thời gian là 10 phút hoặc là 15 phút để đặt cược. Còn trên cái màn hình nhá, anh em có thể là thay đổi cái mốc thời gian để hiển thị ha. Đó, ví dụ như chúng ta chọn một ngày đi để xem cái thị trường của nó biến đổi như thế nào. Đấy. Ở đây còn nếu như chúng ta chơi 10 phút, 15 phút á thì anh em cứ để nó là 1 giờ hay là 15 phút cũng được, nhìn cho nó dễ ha.
Còn góc trái này nó sẽ có biểu đồ nến này. Đấy, hay là biểu đồ dạng núi này, tùm lum tà la ha. Đó, nó có 3 dạng biểu đồ. Đó như thế này. Anh em có thể xem ha, điều chỉnh làm sao anh em xem cho nó dễ là được. Những bạn nào mà chơi Forex á, thì những cái biểu đồ này nhìn chắc quen rồi. Hoặc là chơi Binomo á, thì tăng giảm này cũng quen rồi ha. Còn ai mà lần đầu chơi thì hơi bỡ ngỡ một tí. Còn góc trái trên cùng này nó sẽ có BTC USD. Hiện tại thì nó chỉ có hai cặp tiền thôi, đó là BTC USD. Đó, còn ETH USD nữa này, anh em có thể chọn. Ví dụ như là mình sẽ chọn là cái thằng BTC USD và mình chọn là số tiền 0.001, chọn 10 phút mình chọn tăng đi. Đó, nó sẽ đánh cái mốc thời gian mà mình chọn luôn. Sau đó nó sẽ chạy tới cái mốc mà nó có mũi tên anh em, đó vẫn là màu xanh này, màu đỏ này, màu đỏ là tụt, màu xanh là lên. Đó. Nó cứ màu xanh là được ha, tại vì mình chọn tăng mà, mình chọn tăng là màu xanh. Hết 10 phút nó sẽ báo kết quả cho mình. Tương tự mình sẽ qua cái thằng là ETH chẳng hạn. Đó. Đương nhiên là trước khi chơi anh em phải đánh giá cái thị trường coin nó đang là lên hay là xuống thì anh em mới chơi nhá. Ở đây mình đang review thôi nên mình sẽ test cho anh em xem. Ví dụ ở đây mình đang thấy nó xuống đúng không? Đây này. Từ trên xuống dưới thì mình nghĩ lát nữa nó sẽ xuống tiếp thì mình sẽ chọn là giảm chẳng hạn. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ đợi đến hết thời gian nó chạy đến cái mũi tên này thì thôi. Ở đây thì mình đã test trước hai cái rồi để review cho anh em cho nó nhanh ha. Đây Bitcoin là mình đánh tăng nhưng mà nó lại giảm nên mình đã thua là 0.001 Bitcoin. Còn cái phần ETH và USD á, mình đánh giảm thì nó giảm thật đó nha. Đó thì mình đã thắng rồi, thì mình đã cộng được là 0.00007 Bitcoin. Đấy, nếu như chúng ta thắng anh em sẽ nhận được Bitcoin. Và nếu như chúng ta thua thì đương nhiên anh em sẽ mất Bitcoin rồi. Chúng ta có thể qua cái phần là tất cả giao dịch để xem. Đây là những người dùng khác ha. Anh em thấy màu xanh có dấu cộng là sẽ cộng tiền, còn nếu như màu đỏ là sẽ mất tiền. Và đây là cái tài khoản demo nha anh em, nên rất nhiều người vô họ test thử coi nó có dễ ăn hay không. Nếu dễ ăn thì họ mới nạp tiền thật vô họ chơi. Với cái tài khoản demo này, cho dù bạn chơi hết một Bitcoin thì bạn cũng đâu mất cái gì đâu đúng không? Một Bitcoin này nó cho phép bạn chơi để bạn học hỏi kinh nghiệm thôi. Rồi tiếp tục là cái phần người dẫn đầu, là những người mà đang chơi trên cái con web này, họ đứng đầu. Ví dụ người đầu tiên này, nó có hình gì đây, hình con bọ à. Rồi, họ đã kiếm được là 4 Bitcoin. Đấy, cái người thứ hai cũng kiếm được 4 Bitcoin. Một Bitcoin là giá hơn 1 tỷ 3 thì 4 Bitcoin anh em nghĩ nó là bao nhiêu tiền? Cứ nhân lên thôi. Nó chỉ hiển thị top 20 người đứng đầu thôi nha. Và cái người đứng thứ 20 đã kiếm được 1,2 Bitcoin. Nhiều người nói rằng á, thì cái này làm gì kiếm được tiền dễ như vậy đúng không? Dễ như vậy thì ai cũng giàu rồi. Đương nhiên là nó sẽ không kiếm tiền dễ như vậy rồi anh em. Đó. Quan trọng là bạn có kinh nghiệm nhìn cái thị trường nó tăng hay giảm hay không thôi. Những cái này thì mình thấy họ hay chơi theo tem, chứ ít ai mà chơi một mình, trừ khi bạn là người giỏi, cực kỳ giỏi rồi bạn mới chơi một mình. Anh em có thể thấy cái phần là Coresting này. Ở cái phần này thì bạn có thể theo dõi những người khác, họ đánh thắng thì bạn cũng sẽ thắng. Nhưng bất cập một chỗ đó là anh em cần phải bỏ tiền ra để theo dõi họ. Đây ví dụ cái người Draft đang đứng đầu này, tên này, thì tổng lợi nhuận của họ là cộng 3.600% ha. Đó. Lợi nhuận hôm nay thì đương nhiên họ bị đỏ như thế này, có nghĩa là họ đã đánh thua. Đó, còn nếu như cộng 3.44% như thế này, có nghĩa là họ đã đánh thắng. Và cái ngày hoạt động á, đây, họ chỉ chơi có 14 ngày thôi mà lợi nhuận kinh khủng chưa? Nếu như lười á, có thể xem cái phần hiệu suất cho nó dễ này đây. Chỉ cần cái hiệu suất của nó mà nó đi theo đỉnh núi á, từ dưới chân núi lên đỉnh núi, có nghĩa là nó vẫn đang tăng. Đấy, còn nếu như mà nó cứ nhấp nhô lên xuống là không ổn định, thì những người đó mình kiến nghị anh em không nên theo dõi ha. Đây, vốn sở hữu của người theo dõi này là 20 Bitcoin, khá là nhiều ha. Nếu như chúng ta theo dõi người này á, thì anh em phải bỏ ra một lượng Bitcoin ha để theo dõi họ.